của giáo sư Trần Văn Khê, người đưa âm nhạc cổ truyền Việt Nam ra thế giới. Với giới mộ điệu, cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là báu vật của nước nhà. Ông chính là người đã có công nghiên cứu và quảng bá âm nhạc cổ truyền Việt Nam ra thế giới. Dù ở bất cứ nơi đâu, giáo sư Khê đều nói về giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống và tầm quan trọng của việc giảng dạy, quảng bá, khai thác đúng nguyên tắc để bảo tồn và phát huy nó. Trên cả mục đích công việc, đó là hành động thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc của một người con hơn 50 năm bôn ba nơi xứ người. Người Việt Nam đầu tiên có bằng tiến sĩ nhạc học tại Pháp. Cố giáo sư Trần Văn Khê sinh ngày 24 tháng 7 năm 1921 tại làng Đông Hòa, Tổng Thuận Bình, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trong một gia đình có bốn đời làm nhạc sĩ, nên từ nhỏ, ông đã có cơ hội làm quen với nhạc cổ truyền. Năm lên 6 tuổi, Trần Văn Khê đã được dạy đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, biết đàn những bản dễ như Lưu Thủy, Bình Bán Vắng, Kim Tiền, Long Hổ Hội. Ông nội ông là Trần Quang Diệm hay Nam Diệm, còn cha là Trần Quang Chiêu hay Bảy Triều. Cô là Trần Ngọc Viện, cô Ba Viện, người sáng lập gánh cải lương Đồng Nữ Bang, đều là những nghệ nhân âm nhạc cổ truyền nổi tiếng. Ông ngoại ông là Nguyễn Tri Túc, cũng say mê âm nhạc, có ba người con đều theo nghiệp đờn ca. Một trong số đó là Nguyễn Tri Khương, thầy dạy nhạc và cũng là nhà soạn tuồng cải lương nổi tiếng. Vì cha mẹ mất sớm nên Trần Văn Khê cùng với hai em được cô Ba Viện nuôi nấng. Năm 1942, ông ra Hà Nội học y khoa. Ở trường, Trần Văn Khê hoạt động trong khuôn khổ của Tổng hội sinh viên. Do thể hiện trình độ cảm nhạc xuất sắc, ông được cử làm nhạc trưởng dàn nhạc của trường. Trần Văn Khê còn tham gia phong trào truyền bá quốc ngữ, truyền bá vệ sinh, cùng với Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiễn, tổ chức những chuyến đi hội đền Hùng, đi viếng sông Bạch Đằng, Ải Chi Lăng, đền Hai Bà. Năm 1943, Trần Văn Khê cưới bà Nguyễn Thị Sương, con trai đầu lòng của họ là Trần Quang Hải, sau này cũng là một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam danh tiếng. Về sau, vì nhiều lý do, Trần Văn Khê phải xin thôi học để trở về miền Nam và tham gia kháng chiến cho tới đầu năm 1946. Trong Nam, bà Sương sinh thêm hai người con là Trần Quang Minh và Trần Thị Thủy Tiên. Đặc biệt, năm 1946, Trần Văn Khê đã sáng tác bản nhạc Đi chơi chùa Hương nổi tiếng, phổ nguyên văn toàn bộ bài thơ của tác giả Nguyễn Nhật Pháp. Đến năm 1949, ông sang Pháp du học. Lúc này, cô con gái út Trần Thị Thủy Tiên vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Năm 1951, ông thi đậu khoa giao dịch quốc tế trường chính trị Paris, vừa học vừa đánh đàn để kiếm sống. Trần Văn Khê chỉ sử dụng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam và chơi các bản nhạc truyền thống cũng của Việt Nam. Cuối năm 1954, Trần Văn Khê theo học và chuẩn bị luận án tiến sĩ tại khoa Anh văn và âm nhạc học, trường đại học Sorbonne, Paris. Tháng 6 năm 1958, Trần Văn Khê bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ với đề tài chính, âm nhạc truyền thống Việt Nam và hai đề tài phụ, Khổng Tử và âm nhạc, vị trí âm nhạc trong xã hội Việt Nam. Từ đây, ông bắt đầu đi những bước đầu tiên trên chặng đường dài mà mình đã chọn, sưu tầm, nghiên cứu, quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam. Từ năm 1963, Trần Văn Khê dạy trong Trung tâm Nghiên cứu Nhạc Đông Phương dưới sự bảo trợ của Viện Nhạc học Paris. Ông là thành viên của Viện Khoa học Pháp, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Châu Âu về khoa học, văn chương và nghệ thuật, cũng như nhiều hội nghiên cứu âm nhạc quốc tế khác, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Quốc tế Nghiên cứu Âm nhạc bằng phương pháp đối chiếu của Đức. Một lòng hướng về quê hương. Trần Văn Khê đã đi 67 nước trên khắp thế giới để nói chuyện, giảng dạy về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, trong hơn 50 năm bôn ba nơi đất khách, chưa lúc nào ông quên mình là một người Việt Nam. Chất giọng của Trần Văn Khê vẫn mang nét đặc trưng Nam Bộ. Ông chỉ dùng tiếng nước ngoài khi nào buộc phải giao tiếp với người nước ngoài. Ông viết thư cho con cháu bằng tiếng Việt, làm thơ, viết báo cũng bằng tiếng Việt. Và trước sau, ông vẫn chỉ dùng duy nhất một cái tên Trần Văn Khê do cha mẹ đặt cho. Năm 1976, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê lần đầu về thăm đất nước theo lời mời của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhiều cơ quan ở Hà Nội đã mời ông đến nói chuyện như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trường Âm nhạc Việt Nam, Bộ Văn hóa,
Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau 50 năm nghiên cứu và giảng dạy ở Pháp, giáo sư Trần Văn Khê sửa soạn Về Nước Định Cư ở tuổi hơn 80. Năm 2004, ông chuyển về nước hàng nghìn cuốn sách, những công trình nghiên cứu, băng video, tất cả được đóng gói trong hơn 460 kiện hàng đi theo đường biển từ Pháp về Việt Nam và hiện được lưu trữ tại Viện Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư cũng hiến tặng 420 kiện hiện vật quý, trong đó có nhiều loại nhạc cụ dân tộc và tài liệu âm nhạc. Tháng 10 năm 2005, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao căn biệt thự nhỏ nằm trên đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh làm nơi lưu trú cho giáo sư Trần Văn Khê. Ngôi nhà này còn là nơi lưu trữ toàn bộ hiện vật liên quan đến đời sống cá nhân và nghề nghiệp của ông. Năm 2006, ông chính thức trở về Việt Nam sinh sống và tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy âm nhạc dân tộc. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Âm nhạc truyền thống là hơi thở. Sau khi về nước, giáo sư Trần Văn Khê không ngừng tham gia các hoạt động quảng bá âm nhạc truyền thống. Tháng 8 năm 2006, tại một nhà hát ở Torino, nước Ý, trong tuần lễ di sản âm nhạc Việt Nam do các bạn Ý tổ chức, mỗi khi các nghệ sĩ Hải Phượng, Huỳnh Khải, Nhất Dũng biểu diễn dứt một tiết mục nhạc tài tử và nhạc lễ Nam Bộ, giáo sư Trần Văn Khê lại lên sân khấu giới thiệu bằng tiếng Pháp và tiếng Anh về ý nghĩa, về những đặc điểm chung và riêng của các loại hình âm nhạc này. Dù tuổi cao, nhưng giáo sư vẫn tự mình tham gia các chương trình giảng dạy và giới thiệu âm nhạc dân tộc cho người trẻ. Ông thực hiện dự án dạy âm nhạc dân tộc trong bậc tiểu học, lên truyền hình biểu diễn các bài dân ca Bắc Trung Nam cùng các cháu bé. Năm 2012, giáo sư nhận lời làm diễn giả trong chương trình Đi tìm tiếng nói thế hệ do PACE tổ chức với đề tài Người trẻ và âm nhạc dân tộc. Giáo sư giải thích một cách giản dị cho cử tọa trẻ nghe về sự khác biệt của ca trù, ca Huế, chầu văn, nhã nhạc, nhạc tài tử, về sự tinh tế của dòng nhạc dân gian và sự thâm trầm của dòng nhạc bác học trong âm nhạc dân tộc. Ngoài nói, ông còn hát. Vượt qua mục đích diễn thuyết thông thường, câu chuyện về âm nhạc truyền thống có phần nỗ lực minh họa sống động của giáo sư đã trở thành thông điệp đặc sắc mà cha ông để lại cho con cháu. Quay ngược về thời điểm giáo sư Khê được trao bằng tiến sĩ âm nhạc học, khi đó ông đã có cơ hội được giao soạn thảo 9 trang về lịch sử âm nhạc Việt Nam trong bách khoa toàn thư Pleiade vào cuối năm 1958. Đó là lần đầu tiên âm nhạc Việt Nam được góp mặt vào hệ thống công cụ tra cứu tri thức thế giới. Đó cũng là một điểm tựa tinh thần để ông có thêm tự tin, dấn thân vào sự nghiệp quảng bá giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam ở Pháp, ở Hội đồng Quốc tế âm nhạc UNESCO và nhiều trung tâm nghiên cứu quan trọng khác. Di sản để lại. Từ thời điểm trở về nước, giáo sư Trần Văn Khê phải nhiều lần vào ra bệnh viện cấp cứu vì sức khỏe yếu. Chị Nguyễn Thị Na, người giúp việc trong suốt 10 năm cuối đời của ông, kể lại. Thời điểm năm 1998, giáo sư Trần Văn Khê thường xuyên về thăm Việt Nam. Mỗi lần như vậy, ông đều ở khách sạn và cần người mang thức ăn và thuốc uống riêng. Những năm sau này, khi đổ bệnh và ngày càng yếu hơn, ông không thể tự chăm sóc cho mình, nên mọi sinh hoạt cá nhân đều do chị Na lo liệu. Trong thời gian này, chị Na học hỏi được nhiều từ giáo sư, đặc biệt là khả năng làm thơ. Trước khi qua đời, giáo sư Trần Văn Khê đã để lại một bản di nguyện, trong đó có đoạn: "Tôi ước mong sau khi tôi vĩnh viễn ra đi, cháu Nguyễn Thị Na, người đã tận tình giúp việc cho tôi trên 10 năm, đã tự tay chăm sóc ngôi nhà này và biết rất rõ những sinh hoạt của tôi trong căn nhà này, được tiếp tục ở lại để giúp cho người quản lý nhà lưu niệm Trần Văn Khê sau này." Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê qua đời vào khoảng 2 giờ 55 phút sáng ngày 24 tháng 6 năm 2015 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ông trở bệnh nặng vào ngày 27 tháng 5 vì suy tim, viêm phổi nặng, thận hư. Sau 5 ngày hoàng tại tư gia nằm trên đường Huỳnh Đình Hai, ngày 29 tháng 6, lễ động quan giáo sư Trần Văn Khê diễn ra trong không khí trang trọng theo nghi thức Phật giáo. Linh cữu của ông được hỏa táng tại nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa, Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn thể, tổ chức tôn giáo cùng hàng ngàn thân hữu người dân đã đến viếng chia buồn cùng gia đình. Theo di nguyện của giáo sư,
toàn bộ tiền phúng điếu sẽ được dùng để lập quỹ học bổng mang tên Trần Văn Khê, để hàng năm phát cho người được giải thưởng nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Còn căn nhà số 32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được giao cho Trung tâm Bảo tồn Di tích, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh chỉnh trang để trở thành nhà lưu niệm. Tuy nhiên sau đó, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải, con trai trưởng của cố giáo sư Trần Văn Khê, đã gửi thư ngỏ lên chính phủ, đề nghị không thực hiện hai dự án mà cha mình từng mong muốn vì một số lý do. Thay vào đó, số tiền phúng điếu sẽ được dùng để làm quà tặng cho những nghệ sĩ nghèo ở nhà dưỡng lão nghệ sĩ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, làm quà tặng cho nghĩa trang nghệ sĩ, hoặc làm quà tặng cho những cây đại thụ của nền cổ nhạc hiện đang sống trong túng thiếu. Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang và Ban thân hữu Trần Văn Khê đã tổ chức chương trình kỷ niệm 99 năm ngày sinh của cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê với chủ đề Tâm và Nghiệp, trọn vẹn một cuộc đời. Điểm nhấn là tọa đàm, các giá trị văn hóa từ giáo sư Trần Văn Khê. Trong buổi lễ này, nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định sẽ khởi động lại dự án quỹ học bổng Trần Văn Khê để hoàn thành di nguyện của cố giáo sư. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!